Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thương binh liệt sĩ, tối 26 tháng 7, Ban Thường vụ Thành đoàn Sông Công tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Tham dự buổi lễ còn có các cựu thanh niên sung phong cùng đông đảo cán bộ đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn thành phố đã đến dự. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu cùng nhân dân địa phương, đoàn viên thanh niên đã thắp nến tri ân, tỏ lòng thanh kính, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ trên từng phần mộ liệt sĩ trong khuôn viên nghĩa trang, thể hiện sự biết ơn đến các anh hùng liệt sĩ. Chương trình lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ của tuổi trẻ thành phố là một trong những hoạt động thiết thực ý nghĩa được tổ chức hàng năm vào dịp 27 tháng 7, thể hiện lòng tự hào, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa của dân tộc qua đó giáo dục thế hệ trẻ sống nhân ái nghĩa tình, trân trọng những giá trị cao đẹp của quá khứ, không ngừng học tập, ra sức rèn đức luyện tài, chung sức chung lòng cùng nhau vượt qua khó khăn thách thức, nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương sông công ngày càng phát triển.